Nga mi kiếm, cây kiếm vua Giang Ý Thiên kiếm 37+3 đối đầu với cây Vân Long kích Hoàng Mỹ 35+3. Một bên thì có kỳ hệ võ đăng Nga mi, thì đối lại là Nga mi với Thiên Nhẫn Vân Long kích. Một kèo khó đoán quá mọi người. Một bên thì võ đăng Tân Trưởng Môn, Thiên Nhẫn Tân Trưởng Môn, Thỏ Bảy Màu, võ đăng cũng rất là khủng. 20 giây nữa mọi người, 20 giây nữa. Chúng ta thấy là sự gắn kết của hai đồng đội mọi người. Rồi Nga mi kiếm đã, Nga mi kiếm đã. Làm gì, Nga mi kiếm làm gì đây, Nga mi kiếm làm gì đây, Nga mi kiếm làm gì đây. 10 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây, bắt đầu mọi người ạ. Rồi, ui dồi ôi, ui dồi ôi mọi người ạ. Đúng, hai kiếm mọi người, hai kiếm mọi người. Chúng ta lại là hai kiếm là bị nhận lên đĩa mọi người. Rồi Nga mi kiếm lên, lên rồi mọi người. Nga mi kiếm đến, Nga mi kiếm lên người chạy rồi. Mọi việc còn lại để Thỏ Bảy Màu làm việc mọi người ạ. Mọi việc còn lại để cho Thỏ Bảy Màu. Nghe bình luận rất là trâu mọi người ạ. Thủy Thủy thì cũng không dám đứng lại đánh luôn mọi người. Thủy Thủy không dám đứng lại đánh luôn mọi người. Tại vì đứng lại đánh là võ đang nó xoáy chết. Nhưng đang đứng đánh như vậy nhưng câu đang mọi người ạ. Đang câu đang bình lõm. Một nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng đến từ Thủy Thủy câu đang. Bình lõm vẫn còn máu mọi người ạ. Vẫn chưa biết điều gì xảy ra nha mọi người nha. Chưa biết điều gì xảy ra nha mọi người nha. Nếu mà xui xui bị cúp điện thì team của Thỏ Bảy Màu vẫn đua nha mọi người nha. Hôm nay trời mưa. Một số nơi thì mưa rất là to nên là nhiều lúc bị cúp điện cũng là một cái xui. Ôi, Thủy Thủy hết máu rồi mọi người. Thủy Thủy hết máu rồi. À, vẫn còn máu anh em, vẫn còn máu. Hồi hộp quá, vẫn còn máu anh em ạ. Nhiệm vụ câu đam mà chết nữa thì Thỏ Bảy Màu chỉ gặp nguy rồi, hay quá. Ám sát luôn, úi dồi, úi dồi, úi dồi. Đánh luôn mọi người. Đánh luôn mọi người. Đánh để gây hiệu ứng làm chậm mọi người. Đánh để gây hiệu ứng làm chậm luôn. Vừa chóng vừa mê. Vừa chóng vừa làm chậm. Trời ơi, Thủy Thủy lên đĩa mọi người ạ. Thủy Thủy lên đĩa rồi. Chúng ta thấy võ đang xoáy kia. Thời gian còn 3 phút 40 giây mọi người ạ. Còn tận 3 phút nữa mọi người ạ. Trời ơi, cái gì vậy anh em, cái gì vậy anh em? Bất ngờ mọi người ạ. Bất ngờ, quá bất ngờ luôn. Cảm biết Thỏ Bảy Màu vừa rồi hình như là hết tài vọng hay là bị cái gì mà bị chết liễu mọi người ạ. Quá bất ngờ luôn mọi người ạ. Quá bất ngờ luôn mọi người. Không thể nào tin được anh em ạ. Chiến thắng cuối cùng lại dành cho Bình Lò Ấm và anh Bố mọi người ạ. Anh em đừng chần chờ gì nữa, hãy bình luận dự đoán của mình ở trong buổi live stream này. Để sau khi trận đấu kết thúc thì anh em xem lại dự đoán của mình anh em có đúng chính xác hay không. Chúng ta có thể là một cặp song sát đi với nhau. Rồi Nga mi kiếm và bắt đầu đi tìm tới Vân Long kích rồi. Rồi bắt đầu, nhưng Vân Long kích vẫn chạy được. Vân Long kích vẫn chạy được. Rồi bú được Thỏ Bảy Màu rồi. Trời ơi, Thủy Thủy của tôi đâu rồi? Thủy Thủy bị dính rồi anh em ạ. Trời ơi, Thủy Thủy bị vỏ đang xoáy nhanh quá mọi người. Rất là nhanh mọi người ạ.
Một pha bút loạn đến từ cao thủ An Bố đã làm cho đội hình của Thỏ Bảy Màu loạn xạ lên. Và cuối cùng thì Thúy Thúy đã bị vò đan của Bình Lõm xoáy lên đĩa rất là nhanh. Rồi xin chúc mừng cho chín đội của An Bố và Bình Lõm lên ngôi vị quán quân của giải đấu này. Và xin chia buồn cho Thỏ Bảy Màu và Thúy Thúy vậy xếp hạng thứ hai. Và trận ở đấu thứ hai rồi, cầu thủ Thúy Thúy có vẻ như là run sợ quá nên là không áp sát được Thiên Nhẫn liền. Và xin chúc mừng cho chiến đội quán quân và chiến đội hạng 2 nha anh em. Như vậy chúng ta đã được chứng kiến những trận đấu rất là mãn nhãn ở giải đấu lần này. Chúng ta sẽ gặp lại các chiến đội này ở trong những trận đấu khác tại server của công thành chiến.us. Rồi cảm ơn các chiến đội đã thi đấu rất là hấp dẫn cho anh em xem.